Về đây làm hết không, nó có làm gì đâu. Tại vì cái này nó bị viêm á, nó phải cần thời gian để nó phục hồi lại. Vậy mỗi còn 10 ngày mà lại xuống lần vậy đi. Một chứ, lần thì chị thấy nó mới... Tại vì chị ở đây có 2 tháng thôi, nó không có đủ thời gian á, cho nên mới kêu chị đi 1 tuần á. Nó còn ẩn dày dưới đây nè. Đúng rồi. Dày lắm. Không sao, từ từ nữa. Đâu phải lần, một lần, hai lần hết đâu. Mẹ phải có kiên trì chứ. Đúng rồi. Mấy cái nhỏ chứ. Nhưng mà về chị có nước ép cho cháu không? Có, bà ngoại ép nước thơm hay. Có không? Có, bà ngoại nước thơm không? Cho mua nước dừa, dừa tươi cho uống nữa, dừa non á. Nói chung là ngoài nó nấu đồ đồ mát cho ăn không đó. Đỡ nhà hôm bữa hai thấy hai bữa không vô bóng lưỡng luôn ha. Đỡ nhà do em đưa thuốc đó uống á. Không vô bóng lưỡng. Chứ lại bôi cái thuốc á chị. Nha nó đỡ nhờ nó sẽ đỡ lên mụn mới hơn. Chị như em gái vậy, ăn no trong phòng suốt luôn. Chị ăn rồi xịt thuốc rồi ăn rồi vô phòng nằm mới lành thôi. Lần đầu đau chứ mấy lần sau chứ không mấy đau đâu, quen rồi. Nó da bớt nhờn là ok rồi đây. Thôi rồi đây. Hôm nay còn 6 giờ đi về. 6 giờ đi hả chị? Đúng rồi, 6 giờ. Bao xe đi luôn, không có ngồi xe ngoài nữa. Hồi bữa tính hỏi chị xe Đồng Phước gần đó, hơi bất tiện đó, kêu xe đi, bao xe đi luôn. Ý là chị tới bến xe ăn sương á hả? Ờ đúng rồi, tính ngồi xe Đồng Phước mà thôi lên xuống mất không. Rồi bao xe đi tới chỗ đi. Cắt mụn có 500 ngàn, bao xe 1,5 triệu vậy. Từ ăn sương qua đây nó gần mà. Gần á chị. Gần lắm. Chị đi ráp từ đó qua đây nó rẻ hơn. Tính ngồi xe một phút đi á mà mặt nó nhẹ lên xuống cong. Nhéo lên con trai. Cố lên. Lấy phải đổi chỗ liên tục. Lấy chỗ nó đau nó chịu nổi. Giờ nó đang tổn thương nó yếu quá. Mỏng nó vậy ha. Đau ha. Dễ đau luôn. Dám đi rồi. Có mình con ha. Cô, chú, mẹ đứng là cổ vũ ha. Nhân mụn vậy hồi sao rồi hả? Chị có mụn viêm nó đau thế thì có mấy mụn già cũng không đến nổi ha. Dạ đúng rồi chị.
chỗ đó nó nhiều, nó cái gì nhiều, cái đau rồi. Cố lên con. Dài sọc. Chắc lên con. Cố lên. Để cô dít dít nhẹ nhẹ. Bóp bóp mạnh nó đau đó chị. Cái nó sâu đúng không? Đúng rồi. Nhắm mắt đi con, nhắm mắt đi. Cô lấy từ từ cho con không được. Con cố gắng lên chút. Bóp cho nó dưới đây xì ra. Mùi quá hả nhỉ? Dăng một ký thủy luôn rồi. Dăng lên đâu á? Dăng mắt em rồi nè. Dăng lên mặt. Nó cục dăng rồi nè. Dăng thủy luôn rồi. Dán đi con. Cứng ngắc à? Chắc lên tí. Rồi, rồi, rồi.